theo thông tin thông ứng xã là mấy bạn cứ mỗi lần mấy bạn lên clip con xe nào là qua mấy bữa sau là sẽ có con xe y chang giống vậy lên những cái option giống y chang vậy luôn. Nhưng mà cái con này không có lên option dữ giống như xe của anh kia đâu ha. Con này giờ mình sẽ về là cái ghi đông zin mấy bạn. Hiện tại là cái xe này đang lên cái gù nâng ghi đông. Giờ về thì ghi đông zin mới gắn được cái trợ lực. Và cái trợ lực mình sẽ lên cho con xe này đó là cái trợ lực Mubo New mấy bạn. New thì khoảng tầm 8,2 triệu cộng thêm cái bộ bát cho CB1000 neo nữa. Đâu đó nó khoảng tầm 1,8 triệu nữa. Màu đen ha. Và tất cả các bát trợ lực mấy bạn gắn lên bắt buộc là đều phải khoan lỗ nha. Hình như phải mua hai con ốc dài rồi. Rồi cái con này để anh đi tour xong về đi, mình sẽ làm một cái lên cho bộ Arawork với lại full bộ cổ Titan. Thì full bộ Titan thì tùy theo, nếu mà mấy bạn ship nguyên một bộ của AK hoặc là của Ravet đồ về, full bộ cổ của nó thì đâu đó lên quanh nó khoảng tầm gần 30. Còn mấy bạn làm gia công ở Việt Nam thì đanh đâu đó khoảng tầm từ 12 triệu rưỡi cho tới 14 triệu. Có những chỗ gia công ở Việt Nam nó làm tới 18-19 triệu. Tùy theo cái mối hàng và tùy theo cái chất lượng Titan nữa các bạn. Đây là bộ bát trợ lực CNC của CB1000 neo các bạn. Đủ không? Không đủ không? Quá xâm mệt. Hai con ốc này nó xài ốc lóc á, phải dùng cái đầu đục không? Dạ. Hai ốc này xài ốc lóc mà phải dùng cái đầu đục, răng nhuyễn đục ra mới được không? Cái đầu hồi bữa em đục quá em trai. Anh bán em 7,81 triệu, em đi cà phê em đừng nói ai nha. Ngay cái ổ khóa của mình thường thường là nó sẽ có hai cái con ốc để lóc lại các bạn. Con ốc đó là con ốc về dạng như chống mở á. Nói chung là nó tròn vo, nó không có cái đầu lục giác đâu. Nó không lục giác bông, nó cũng không lục giác sáu cạnh luôn. Các bạn muốn tháo ra các bạn phải xài cái cây lục giác tròn mà để phá răng á. Thì đục nó lô luôn mở ra. Thêm cái bát kia vô cái cao ra. Cắt ngăn bớt hả? Cắt cái gì? Cắt cái bánh nhôm hả? Rồi điện nó có cho sơ mi sẵn luôn nè. À nó sơ mi sẵn tại vì nó làm chung với như ô liền là xài 8 ly mà chít là xài 6 ly. Chờ 10 phút thôi cho hơn, chờ 10 phút đi. Còn bớt xíu nữa xong cho anh nó về. Mai mốt mà có kinh phí á, lên thử cái bộ cùm thắng Gelsvik á, là nó khác liền, bóp phê lắm, nó nhẹ hiều à. Và giống như cái ở đằng trước á, cái này em bóp vô nó sượng sượng đúng không, đằng kia là bóp vô là cảm giác giống như bóp vú gái 18 nha.
Trời ơi. Mười mấy triệu. Cái tay đó là tay Gillette Gelspeed. Thường mà theo kinh nghiệm của anh mười mấy năm làm xe á, là khi em lên một món rồi là bắt đầu là nó sẽ bị ghiền, là nó sẽ có món thứ hai rồi món thứ ba rồi món thứ tư, giống như ông ở kia đó. Mấy đầu ông mua con CBR 1000 á, mấy đầu ông lên có cái bô không à, xong rồi ông dính thuốc, ông lên heo, ông lên phuộc, ông lên dĩa rồi tè le hồng me. Xong lấy cái cây dít bự xem. Mubo là nó sẽ có một cái lượng dầu dư lúc ban đầu. Em chạy một thời gian đầu khoảng tầm một tuần nửa tháng là hai bên đầu ti này nó sẽ bị ướt, nó không phải xì dầu. Khi nào mà nó chạy hết cái lượng dầu dư mà để bôi trơn cái ti rồi là nó không có xì. Thấy không? Nói em biết chứ, mới công là nhiều khi chưa gì hết mới chạy về thấy nó xì, em sợ em hoành qua em kiếm anh nữa. Là cái dầu dư ở trong đây để nó ấy cái cây ti á, 10 cây là hết 10 cây. Còn mà em mà thử mà trợ lực nó có xì hay không á, là em sẽ chỉnh từng nấc em kéo qua kéo lại coi nó có bị xì bọt hay không. Kéo qua ví dụ em thấy cái ti nó ướt hoặc là nó bị bọt khí á, là nó có nghĩa là em kéo nó không có smooth mà nó nghe nó pẹt 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 pẹt. Rồi, nói chung là cứ cái này là nó cân bằng ở giữa là được. Rồi xíu lóc đi. Còn muốn qua cái tí xíu nữa. Rồi lấy cái dít bự mới quăng đó. Tính là bốn thằng thợ ha. Đội ngũ mạnh bồ, gắn cây vô lực 4-5 thợ. Rồi xíu lóc rồi. Gì? Thấy nhiều quen anh nhường đó. Mình có nhắc nhở nhẹ rồi đó. Khớp ôm đây. Rồi mẹo mẹo đây. Lọt đâu thì phải canh cái lông đền lên, nó sẽ cao lên. Ừ. Bán bộ bách zin cho CB 1000 neo rồi mà vẫn còn bị dính xương các bạn. Giờ phải chim một cái lông đền lên để cho cái mắt trâu nó không bị ăn khớp vô trong cái cục khâu này. Về nguyên tắc là lúc nào là cái khâu trợ lực này, cái mắt trâu này nó cũng phải có độ rơ, nó không có nằm chết một chỗ các bạn. Nằm chết một chỗ nó không có độ rơ là cái trợ lực của mình nó sẽ bị sượng. Đó. Về nguyên tắc là khi nào mấy bạn mà gắn cứng vô á, cái mắt trâu nó phải là vậy nè, nó lỏng giống vậy nè thì nó mới ok nha. Còn mà giống như hồi nãy mà nó ụp vô mà nó dính chết vậy luôn á là nó cái trợ lực mình nó sẽ bị sượng, kể cả cái con mắt trâu ở bên đây luôn nha, kể cả cái con mắt trâu mà nằm ở bên cái thân trợ lực luôn, rồi bên cái cây ti á nó cũng phải như vậy luôn các bạn. Có nhiều bạn là cái lỗ của nó là cái lỗ 6 ly mà mấy bạn mà xài cái con ốc là phải là 6 ly nhưng mà cái răng trụ, cái đầu trụ giống vậy nè để cái mắt trâu nó lắc được. Chứ còn các bạn mà xài cái con ốc 6 ly mà cái lưng của nó mà cái lưng bè á là nó cứng luôn cái mắt trâu là thua nha.
đó, kể cả cái con mắt trâu ở bên cái ti cũng vậy nha các bạn. Các bạn ví dụ cái lỗ ốc là lỗ 8 ly, các bạn kiếm con ốc 8 ly nhưng mà cái lưng trên đây nè, cái lưng nó mỏng thôi nha. Các bạn mà kiếm cái lưng mà dạng như cái lưng dày mà nó để chặn cái con mắt trâu luôn, nó không có lắc được cái con mắt trâu này nè, là cái cây chơi lực nó cũng bị sượng. Và nếu mà khi mà cây chơi lực nó bị sượng, mấy bạn bẻ lái nhiều, cái nguy cơ nó sẽ, cái ti nó sẽ bị dẹo, nó dễ bị xì dầu, xì phốt hơn là khi mà nó thả lỏng. Tất cả hai cái mắt trâu đều phải có độ rơ. Này là cây Mubo Neo 100% full hợp mấy bạn. Mấy bạn muốn gắn cho CB1000 neo với lại gắn cho Z1000 thì bắt buộc mấy bạn phải đổi ra một cái chân trụ đứng nha. Còn mà chân trụ ngang là mấy bạn sẽ bị cấn thùng xăng. Một là cấn thùng xăng, còn hai là cái bát nó sẽ bị méo. Đây, duyên của nó là nó giống như vậy. Mấy bạn mà thả đúng cái bát này vô là nó sẽ bị méo cái cây trợ lực à, nó không có ngay ha. Bắt buộc Z1000 với lại thằng CB1000 neo là phải xài cái chân trụ đứng. Con này là xe của anh trai người Ý các bạn, mà anh phải chơi xe Nhật. Xe này anh mua 395 triệu, 375 triệu, đời 2019. Nói chung là hiện trạng xe mình chưa có chết, nhưng mà hồi nãy anh cho mình chạy thử á, anh nói thì sao, chạy số 1, số 2 mà chạy tốc độ 450, cái máy nó cứ giật. Mình mới hỏi ảnh là xe em chơi phân khối lớn lâu chưa. Tôi chiếc này chiếc đầu tiên, kêu là xe lớn xe nào cũng vậy em. Có xe nào mà chạy mượt đâu, trừ CB400 thôi, chứ không có cái con nào mà em chạy tốc độ mà 450 mà chạy mà nó mượt giống như xe quay rim hết á. Rồi, xong xuôi rồi, hết buổi sáng các bạn. Bộ bát này mình có sẵn, trợ lực mình cũng có sẵn ha. Trợ lực new Mubo. Cái này new thì khoảng tầm là 8.1 triệu, còn bộ bát thì khoảng tầm 1.8 triệu, còn công ráp nữa thì đâu đó khoảng tầm 150, mất cũng khoảng tầm hơn tiếng đồng hồ à. 4 người với bộ đâu phải giỡn đâu, thằng quay phim 12, thằng thợ phụ, thằng thợ chính đứng chỉ đạo nữa. Thì full combo này new thì đâu đó khoảng tầm 1.8 triệu với lại 8.1 triệu là khoảng tầm 9.9 triệu mấy bạn, 9.9 triệu. Rồi cộng thêm 100.000 công thợ nữa đi, chạy ra 10 triệu là mấy bạn có thể là làm idol của giới trẻ về cái mảng trợ lực rồi. Không, nói chung là đi cái form như Magic, đi cái form này của Mubo á, thì hợp với là cái form màu đỏ, màu đỏ mận này hơn. Hai cái màu hợp nhãn không? Vô mà. Rồi ok, hello anh em. Thì ngày mai, tối mai hả? Tối mai mình có chuyến đi Bảo Lộc, sáng chủ nhật mình đi sân mây. Nên giờ thiếu xe đi nên là chạy lên trên quận 6 coi con F 150 đi mua cho cô em để nó đi chung tour cho nó vui. Chứ đi tour mà chở nó mệt lắm. Trên Minh Phụng thì con xe này sẵn mình chạy lên mình quăng cho anh Cường, anh gắn BC5 để anh map thun xong xuôi cho mình luôn. Rồi để chiều tối nay giao cho khách. Giờ mình lên mình coi xe, có gì nếu mà được thì mình hốt về luôn. Hai thằng đi chung xe cho nó khỏe. Ok anh em, let's go. Này là thiên đường ẹt nhỏ đó các bạn. Thường thường mà rút hồ sơ từ tỉnh về thành phố là tốn thêm nhiêu nữa ta? 2 triệu. Đúng
đi lên ở đây tổng cộng có mấy lầu? 4 lầu. Đi thở oxy luôn. Thiên đường ẹt nhỏ ẹt lớn 150 135 gì một nồi luôn mấy bạn. Người ta giàu quá giàu. Này mỗi lần chuyển cái xe vô mà vô cái xe vô múc góc kia mua xe múc góc nha, đẩy chết. Windows thì giá nó bằng ngày 27 không ta? Windows 1 á. Ừ. Giá là ngày 27 tầm đó. Về lấy mấy con cao quá về dọn ra giao khách khó. Lấy mấy con cao quá về dọn ra giao khách khó. Khách thì chỉ yêu. Khách yêu cầu chỉ cần là máy cồng zin thôi. Đi con này đi về anh tán cái nào lại. Không có nó tán nữa. Đi. Con này là 2 16. Nó bị giữ cái gác chân không chứ? Không. Rồi lấy keo silicone chích vô rồi. Lấy ống xả bồn đi. Lấy keo rồi chích dính dao ép vòng mới được rồi. Để cho qua giờ này luôn, xong hết đợi 2 tiếng đồng hồ.